chua, tươi rất mỗi khi cần cần ngày ngày. Trong quý khó con luôn nhận biết có chua, vui khi có chua đi cùng con nơi nơi. Khi con khấn xin Giê-xu luôn luôn nghe chua, tươi rất mỗi khi cần cần tràn đời. Chúa đang hàng la la la. Khi con khấn xin Giê-xu cha cha cha, Chúa cứ giúp mỗi khi con cần ngày ngày. Chúa cứ giúp mỗi khi con cần tràn đời. Đừng cần đã cần mong được na na na, vui khi có Chúa đang hàng la. Chúa cứ giúp mỗi khi cần cần ngày ngày. Trong quý khó con luôn nhận biết có Chúa, vui khi có Chúa đi cùng con nơi nơi. Khi con khấn xin Giê-xu luôn luôn nghe Chúa cứ giúp mỗi khi cần cần tràn đời. Đường con đã cần mong được na na na, vui khi có Chúa đang hàng la la la. Khi con khấn xin Giê-xu cha cha cha, Chúa cứ giúp mỗi khi con cần ngày ngày. Chúa cứ giúp mỗi khi con cần tràn đời. Xin chào tất cả các bạn nhỏ của Thiếu Nhi Thông Sát. Rất vui vì hôm nay lại được gặp tất cả các bạn. Đã lâu rồi chúng ta không được học con Kinh Thánh với nhau đúng không nào? Và ngày hôm nay chúng ta trở lại học chung với nhau con Kinh Thánh nha. Trước tiên thì chúng ta cảm ơn Chúa vì suốt một thời gian vừa qua Chúa đã ở cùng và gìn giữ tất cả chúng ta trong sự bình an, cho chúng ta có được sức khỏe, sự bình an. Và dịch bệnh cũng đang ở mức độ là đang từ từ giảm dần, và chúng ta cũng sắp trở lại với cuộc sống bình thường như trước kia rồi, đúng không nào? Bây giờ chị xin mời tất cả các bạn cùng mở quyển 101 câu chuyện được yêu thích trong Kinh Thánh. Rồi chúng ta mở bài 95. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học câu Kinh Thánh với nhau. Đó là câu Kinh Thánh Khải Huyền, đoạn 7 câu 14. Các em đã mở ra xong chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng đọc chung với nhau nha. Chúng ta đọc thật là chậm thôi các em. Rồi chúng ta cùng bắt đầu. Tôi thưa rằng, thưa Chúa biết, trưởng lão ấy nói với tôi, đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của chiên con. Khải Huyền, đoạn 7 câu 14. Chúng ta lặp lại một lần nữa nha. Tôi thưa rằng, thưa Chúa biết, trưởng lão ấy nói với tôi, đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của chiên con. Khải Huyền, đoạn 7 câu 14. Câu Kinh Thánh của chúng ta hôm nay tương đối là dài, cho nên chị đã chuẩn bị sẵn để chúng ta cùng nhìn lên đây và đọc chung với nhau. Chúng ta không cần phải dòm vào quyển sách nữa, chúng ta hãy dòm lên đây nha. Chúng ta cùng đọc lại nha. Chúng ta cùng đọc 2, 3. Tôi thưa rằng, thưa Chúa biết, trưởng lão ấy nói với tôi, đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của chiên con. Khải Huyền, đoạn 7, câu 14. Các bạn có thấy tại sao chị lại tô đỏ những từ này không nào? Trước tiên, chúng ta nhìn thấy chữ những người.
Đây là những người, là nói đến tất cả những người đã trải qua các thế hệ từ trước tới bây giờ. À, câu kinh thánh này được chép trong sách Khải Huyền. Đây là một sách cuối quyển sách kinh thánh của chúng ta, được đầy tớ của Chúa là Giăng đã được Đức Chúa Giêsu bày tỏ những điều sẽ xảy ra cho ông biết. Và sau đó Giăng đã viết nên sách Khải Huyền để cho tất cả các con cái Chúa được đọc, được hiểu, hay được lắng nghe, được biết những điều sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới, hay là trong tương lai, hay là trong thời kỳ tận thế. Những người ở đây là chỉ về những người đã trải qua các thời kỳ từ trước đến nay và cho đến sau này vào thời kỳ tận thế. Những người này là những người tin Chúa, những người đã theo Chúa, những người đã hầu vì Chúa và những người đã giữ vững được đức tin của mình. Và họ đã ra khỏi cơn đại nạn. Cơn đại nạn ở đây nói đến là những khó khăn hay là những hoạn nạn lớn được xảy ra vào thời kỳ tận thế ha. Và trong Kinh Thánh, màu trắng là dấu hiệu của sự tinh sạch và công chính, và tẩy trắng áo mình trong huyết của chiên con. Nói một cách đơn giản cho các em hiểu, đó là nhờ huyết của Chúa đã đổ ra để làm sạch tội lỗi của chúng ta. Các em có lẽ là sẽ rất là khó hiểu những câu kinh thánh ở sách Khải Huyền, nhưng đây là một cách nôm na, cách đơn giản chỉ có thể giải thích cho các em biết. Những người đã tin Chúa hay là những người đã theo Chúa, họ đã chiến thắng được tội lỗi, họ đã tin Chúa và họ đã vượt qua được những hoạn nạn cho đến ngày tận thế, và họ đã được trở về thiên quốc hay là thiên đàng đó, được ở cùng Chúa, được ở cạnh Chúa, bởi vì họ đã tin vào sự chết của Chúa và huyết của Chúa đã đổ ra để cứu tội lỗi của tất cả họ và tất cả chúng ta. Bây giờ chị xin mời tất cả các bạn nhỏ chúng ta cùng đọc lại câu kinh thánh này một lần nữa nha. Và tới những chữ màu đỏ chúng ta hãy đọc lớn hơn một chút xíu ha. Chúng ta cùng đọc: Tôi thưa rằng, thưa Chúa, Chúa biết. Trưởng lão ấy nói với tôi, đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của chiên con. Khải Huyền, đoạn 7, câu 14. Các em rất là giỏi. Và chị hy vọng rằng chúng ta cũng là một trong số những người được nêu trong câu kinh thánh này. Và chúng ta cũng là những người sẽ vượt khỏi cơn đại nạn, và vào thời kỳ tận thế chúng ta sẽ cùng được ở với nhau, chúng ta cùng được ở với Chúa, chúng ta cùng được sum họp trên nhà của Chúa, đó là thiên đàng. Và trên thiên đàng không có ban đêm nha các bạn, và chúng ta chỉ sống trên đó và cùng ca hát, cùng nhận được những điều ơn phước, những niềm vui mà Chúa ban lại cho chúng ta. Còn bây giờ thì thời gian học câu kinh thánh của chúng ta đã kết thúc rồi. Và trước khi kết thúc, chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nha. Tôi tin rằng, thưa Chúa, thưa Chúa, Chúa biết. Trưởng lão ấy nói với tôi, đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo
chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào một dịp gần nhất. Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện số 95, Ê Tiên người tuận đạo đầu tiên, bằng chứng sống động. Sau khi các môn đồ đã nhận lấy Đức Thánh Linh, họ đã đi khắp nơi để giảng tin lành cho mọi người. Càng ngày có nhiều người tin nhận Chúa Giê-xu. Có một người giảng đạo rất nổi bật tên là Ê Tiên. Mặc dù mới được phong chức, nhưng ông có năng lực truyền giảng rất lớn. Khi những người Do Thái tranh luận với Ê Tiên thì họ không thể chống đối nổi sự khôn ngoan của ông. Ông đưa ra những bằng chứng thuyết phục về đấng Mê-si-a, nhưng điều này càng làm cho họ thêm giận dữ vì họ ghét Chúa. Vì vậy họ đã kích động mọi người chống lại Ê Tiên. Họ bắt ông ấy và đem tới tòa án Do Thái. Họ buộc tội Ê Tiên rằng hắn ta luôn nói những điều chống nghịch lại đền thánh và luật pháp Môi-se. Chúng tôi cũng nghe hắn nói rằng Giê-xu người Na-sa-rét sẽ phá hủy đền thờ và sẽ làm thay đổi những luật lệ mà Môi-se đã ban xuống cho chúng ta. Tất nhiên điều họ nói là không đúng. Họ đang bóp méo lời của Ê Tiên như họ đã từng làm với Chúa trước kia cũng tại nơi đây. Sau đó tất cả quan tòa đều nhìn vào Ê Tiên vì khuôn mặt ông giống như một thiên sứ. Ông ấy bày tỏ tình yêu với Chúa đến với kẻ chống lại mình. Thầy cả thượng phẩm hỏi ông rằng những lời tố cáo ngươi có đúng sự thật không? Ê Tiên bắt đầu kể một câu chuyện lịch sử của người Do Thái. Qua nhiều thế hệ của dân tộc Do Thái đã từ chối lắng nghe lời của sứ giả mà Đức Chúa Trời đưa tới, và bây giờ chính các ngài lại từ chối và giết đấng được sai đến là con Đức Chúa Trời. Họ nghe những lời đó thì giận dữ và nghiến răng với Ê Tiên. Sau đó Ê Tiên được đầy dẫy Thánh Linh, ngước mắt lên trời và nói rằng nhìn kìa, tôi thấy cửa thiên đàng mở ra và con người đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Nhưng người Do Thái hét lớn tiếng và bịt tai lại. Họ nắm lấy cổ áo Ê Tiên và kéo ông ra ngoài thành để ném đá. Những viên đá nhọn văng liên tục và dữ dội vào người Ê Tiên. Nhưng ông đã khóc và cầu nguyện rằng lạy Chúa, xin tha tội cho họ. Sau khi vừa dứt lời thì ông tắt hơi. Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 6 và đoạn 7. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng Ê Tiên là một người yêu mến Chúa. Ông đã can đảm rao giảng tin lành rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, và mọi người cần phải tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Nhưng vì người Do Thái không tin điều ông nói và đã ném đá ông Ê Tiên cho đến chết. Nhưng Chúa đã cho Ê Tiên là một người yêu thương mọi người. Ê Tiên không có oán trách, không có giận dữ mọi người, nhưng Ê Tiên đã cầu nguyện xin Chúa tha tội cho mọi người. Và Chúa Giê-xu đã tiếp rước Ê Tiên vào ở trong nước thiên đàng ở với Ngài. Ngày nay khi các em tin Chúa Giê-xu, có thể các em bị bạn bè trêu ghẹo, bắt bớ, làm khó khăn, nhưng các em vẫn cứ hãy yêu thương các bạn của mình và cứ dạn dĩ nói về Chúa cho các bạn của mình, để các bạn của mình có thể biết về Chúa Giê-xu, tin Chúa và được sự sống đời đời được Chúa ban phước cho. Xin Chúa ban phước cho các em. Xin chào và hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo vào tuần sau nhé. Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Hôm nay chúng ta Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Bây giờ chúng ta ôn lại câu chuyện số 95 bằng những câu hỏi trắc nghiệm nhé. Câu chuyện 95, Ê Tiên người tử đạo đầu tiên. Câu ghi nhớ: tôi thưa rằng
Lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Khải Huyền đoạn 7 câu 14. Câu hỏi 95.1. Tại sao những người Do Thái ném đá Ê-tiên? A. Vì Ê-tiên có năng lực truyền giảng. B. Vì họ ganh ghét Ê-tiên. C. Cả A, B đều đúng. Câu hỏi 95.2. Ê-tiên nói người Do Thái đã làm gì? A. Từ chối lắng nghe lời các sứ giả. B. Giết đấng được sai đến là con của Thượng Đế. C. Cả hai câu trên. Câu hỏi 95.3. Ê-tiên đã làm gì cho những người Do Thái ném đá mình? A. Rủa xả họ. B. Minh oan với họ. C. Cầu nguyện cho họ. Câu hỏi 95.4. Ngày nay em vì tin Chúa bị bắt bớ như thế nào? Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. Kính lạy Đức Thánh Linh đấng ban quyền năng cho con, để con có thể nói về Chúa cho người khác cách mạnh mẽ. Xin cho con sẵn sàng chịu bắt bớ vì Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo vào tuần sau nhé.